Hello các bác. Ok các bác, nhân dịp Trung Thu sắp tới thì tôi quyết định sẽ lại làm khó bản thân bằng cách tôi sẽ lắp con này. Thì như các bác nhìn ở đây, đây là một cái con Doraemon đầu lân có kích thước lớn nhất là kích thước 67cm nha. Thực ra cũng hơi lâu lâu rồi thì tôi mới quay lại với cái bộ môn lắp ghép này. Từ lúc tôi lắp hai con Beerus đi các bác. Đây, tôi sẽ cho các bác xem hai con Beerus của tôi. Đây, cái con đầu tiên tôi lắp là cái con màu xanh này này các bác. Cái con màu xanh này thì tôi lại lắp cái con màu đen này. Tôi thích con màu đen này hơn. Còn hình này là trong video nghịch đến khi nến tắt nè. Còn hai cái hình này là một tay ông Tùng lắp hết. Ôi, cái hành trình mới tôi đặt được cái con này nó cũng vất vả lắm các bác. Tôi ngắm con này cũng lâu rồi nhưng mà tôi phải đợi gì Trung Thu thì tôi mới làm. Khi xong cái lúc mà mình chưa làm ấy thì thấy shop nào cũng quảng cáo, shop nào cũng bán tràn lan. Nhưng mà cái lúc tôi cần mua thì shop nào cũng báo hết trơn. Tôi nghĩ là tôi phải hỏi đến 5-6 shop ở Hà Nội thì tôi mới đặt được con này về tay đấy các bác. Bây giờ thì tôi sẽ khui cái hộp này ra xem bên trong nó có cái gì nha. Trời ơi, lần đầu tiên mà tôi lắp một cái con mà hộp nó to như thế này các bác. Và hộp nó cũng rất là đẹp luôn. Đầu tiên là một cái túi, bên trong có cái lọ keo. Tôi thấy ở đây ghi số 502. Một cái búa. Trời ơi, búa của con này nó cũng xịn hơn mấy cái búa của con khác các bác. Mấy cái con trước kia tôi lắp ấy thì người ta cũng tặng búa nhưng mà nó chỉ là cái búa bé bé thôi. Hoặc cái con Beerus kia thì người ta cũng tặng búa nhưng mà nó là cái búa gỗ, nói chung là nhìn nó hơi lởm một tí. Nhưng mà cái búa này xịn nha. Búa này gõ là đau nó. Đây là tờ hướng dẫn của nó này các bác. Siêu to khổng lồ luôn. Nhìn cái đống này thôi đã thấy váng đầu ngang. Trời ơi các bác nhìn cái gói này. Cứu. Trời ơi, cứu tôi. Nó chỉ có hai tờ hướng dẫn thôi các bác ạ. Và tổng cộng là 43 bước. Nhưng mà mỗi bước nó là rất nhiều lớp chồng lên nhau luôn. Cho các bác xem cái đống mảnh ghép của nó này. Trời ơi. Cái này là mấy cái hộp kem mà tôi giữ lại để sử dụng cho các bác. Thì tôi sẽ đổ nó vào mấy cái hộp này nha. Nhưng mà ở đây tôi chỉ có 3 hộp thôi các bác ạ. Mà trong khi tôi cần rất nhiều hộp để được từng đây gói. Tổng cộng là có 9 gói như thế này các bác ạ. Tôi đã phải huy động thêm một vài đồ mà có thể để được ra các bác ạ. Đây là cận cảnh những cái mảnh ghép đấy này các bác. Nhìn cũng khá là bắt mắt đúng không? Và có loại 1 ô, 2 ô và 3 ô nè. Ok các bác, và tôi sẽ bấm giờ nha. Tôi sẽ bấm xem là tôi mất bao nhiêu tiếng đồng hồ để có thể hoàn thiện cái con Doraemon đầu lớp này. Let's go. Giờ thì tôi sẽ bắt đầu với bước đầu tiên của nó. Bây giờ tôi sẽ bắt tay vào đặt những cái nền móng vững chắc cho cái con Doraemon đầu lân này nha. Nope. Tôi thấy là làm cái gì cũng thế thôi các bác ạ. Kiểu như là vài bước đầu sẽ hơi bỡ ngỡ với hơi chậm ấy. Nhưng mà sau một vài bước rồi thì có kinh nghiệm rồi sẽ nhanh hơn. Hai cái cục tôi đang lắp thì là cái lớp dưới cùng của bàn chân con Doraemon nha các bác. Vậy là 11 phút tôi đã lắp được hai bên bàn chân của nó rồi này. Bây giờ thì tôi sẽ sang cái lớp tiếp theo là cái lớp bên trên cái lớp này. Bắt đầu từ cái bước thứ hai đổ lên thì cái lớp nó chỉ còn khung thôi các bác ạ. Kiểu như là nó sẽ không đặc bên trong ấy. Và cái phần chân này thì đa phần chỉ toàn là màu trắng thôi. Chính vì nó chỉ toàn là màu trắng nên là đếm nó rất dễ lẫn luôn đấy các bác. Nếu nhìn vào tờ hướng dẫn thì sẽ chỉ thấy một cái cục màu trắng. Và trong cái cục đấy thì sẽ có những cái mảnh ghép 3 ô, 2 ô, 1 ô nó đính kết vào với nhau. Trời ơi, tôi mắt 10 trên 10 mà tôi còn phải dí chặt mắt vào cái tờ kia để tôi đếm. Xong rồi tôi còn phải lấy bút tôi đánh dấu vào xem là cái chỗ này là bao nhiêu ô, chỗ kia là bao nhiêu ô đấy các bác. Và sau 30 phút 55 giây thì tôi đã xong cái bước đầu tiên các bác ạ. Bước này là tôi đang cố gắng phân tích cái tờ hướng dẫn xem là nó lắp ráp như thế nào ở đây. Nhưng mà tôi không hiểu các bác. Nhưng mà tôi không thể dành cả ngày để ngồi phân tích cái đống đấy được. Nên là tôi quyết định tôi sẽ cứ ngồi lắp ráp. Còn tối ông Tùng về thì tôi sẽ nhờ ông Tùng lắp cho. Chỉ còn cách đấy thôi các bác ạ. Chứ tôi không đủ kiên nhẫn để mà ngồi xem đi xem lại xong rồi lên xem hướng dẫn trên mạng các thứ đâu. Người ta gọi đấy là gì nhỉ? Gọi là khó quá bỏ qua ấy các bác. Tôi làm xong bước nào tôi phải đánh dấu vào ngay các bác ạ. Không thì với cái bộ não cá vàng của tôi thì nếu tôi không để ý tôi sẽ quay lại tôi lắp lại cái bước mà tôi vừa lắp ấy. Bây giờ là đã 48 phút trôi qua rồi. Nhưng mà tôi vẫn chưa xong cái bước đầu tiên đâu các bác. Tại vì trong cái bước đầu tiên này có rất nhiều cái lớp lắp kép nó chồng lên nhau ấy. Mấy cái bước đầu tiên này thì tôi thấy chủ yếu chỉ toàn là màu trắng thôi các bác ạ. Thỉnh thoảng nhấn nhá thêm một vài màu khác nhưng mà cũng không đáng kể lắm. Và tôi thấy trong chính cái bịch lắp ráp đấy ấy, thì chủ yếu cũng toàn là màu trắng và màu đỏ thôi. Nên là tôi nghĩ chắc phải lắp đến cái đoạn đầu lân thì mới có nhiều màu sắc hơn ý. Khúc này không biết là cái phần nào trong cái mô hình kia mà tôi thấy nó to quá trời luôn. Trời, tôi ngại nhất là lắp mấy cái hình nó to to kiểu này luôn ấy. Kiểu nó sẽ rất vướng các bác. Cứ lắp mấy cái hình nhỏ rồi lắp ghép lại thì tôi lại thấy nó nhẹ nhàng hơn. Và sau khi tôi lắp xong cái hình to to này thì cũng đã là 1 tiếng 22 phút trôi qua rồi nha. Nhưng mà vẫn chưa xong cái bước đầu tiên đâu các bác. Còn hai lớp lắp ghép nữa thì mới hoàn chỉnh xong cái bước đầu tiên cơ.
Đây 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 đây, ông Tùng về rồi đây các bác. Bây giờ là ông Tùng đã ngồi ghép xong cho tôi rồi đây này. Bây giờ thì tôi sẽ bắt tay vào lắp bước 2-3 trở đi nha các bác. Như các bác thấy là tôi đang lắp một cái hình khá là dài. Và theo tôi không nhầm thì cái hình dài dài này này là cái lớp đuôi của cái đầu lân đấy các bác. Còn hai cái chân con Doraemon thì dễ nhận thấy rồi đúng không? Lắp xong cái đuôi đấy thì là tầm 20 phút các bác ạ. Đây, hai cái cục chân của nó này. Và đây là kia phần đuôi dưới cùng. Mới nhìn một góc thế này thôi cũng thấy hình nó hơi to rồi đó nha. Đến khúc này thì tôi cũng bắt đầu có kinh nghiệm rồi. Đếm cũng đỡ nhầm hơn và lắp cũng nhanh hơn nữa các bác. Hai cái đường tròn tròn mà tôi đang ghép này cũng là cho phần chân của con Doraemon nè. Tối về thì ông Tùng cũng phụ tôi lắp luôn các bác ạ. Và tôi lắp đến đâu thì tôi cũng đưa luôn cho ông Tùng ghép lại. Còn con mèo này thì nó chả làm được cái gì ngoài việc cứ rình để khều mấy cái mảnh ghép của tôi luôn ấy. Ơi đúng là có người làm cũng nó đỡ mệt hơn bao nhiêu các bác ạ. Cả ngày tôi ở nhà một mình ngồi ghép cũng thấy hơi buồn ý. Và sau tầm gần nửa ngày ngồi ghép thì tôi phát hiện ra là ghép cái này thì sẽ bị đau cổ nha. Đau lưng cũng có nhưng mà đau cổ hơn. Tại các bác sẽ phải cúi đầu liên tục như thế này để cắm mắt vào cái tờ hướng dẫn kia đếm xem là có bao nhiêu mảnh ghép đâu. Thực ra bấm giờ mà để hai người cùng làm thế này cũng hơi ăn gian các bạn ạ. Ừ, nhưng mà thôi bỏ qua đi. Tại vì làm một mình thì buồn lắm mà ông Tùng cũng chỉ phụ tôi được một tí buổi tối thôi à. Hai cái miếng tôi cầm vẫn là chân của con Doraemon này này các bác. Và bây giờ hai cái cục chân nó cũng đã sắp hoàn thành rồi. Bây giờ lắp nốt cái phần đuôi vào. Vậy là đã xong nhiệm vụ của ngày hôm nay. Đống tôi vừa lắp lại hết 2 tiếng 57 phút nha các bác. Ok các bác, sang ngày hôm nay thì sẽ chỉ còn mình tôi chiến đấu tiếp thôi. Hôm qua thì tôi đã xong bước thứ 2 rồi. Hôm nay thì tôi sẽ bắt đầu bước thứ 3 nha. Nói chung là sau 1-2 bước đầu thì cũng hiểu hơn rồi đấy. Nên là lắp ghép nó cũng dễ hơn nữa. Và đương nhiên là tôi sẽ lại tiếp tục bấm giờ các bạn. Tôi sẽ xem là bao lâu thì tôi hoàn thành cái con này. Bây giờ thì tôi đã làm được tầm 2 tiếng 57 phút rồi. Tiếp tục bấm giờ nha. Các bác có biết là tôi vừa phát hiện ra một cái điều kinh hoàng gì không? Trời ơi, rõ ràng là trong cái tờ hướng dẫn này thì cái đoạn đuôi của nó là màu nâu nha. Màu nâu, tôi không bị mù màu đâu nha các bác. Nhưng trong quá trình lắp ráp thì tôi thấy cái màu nâu nó rất là ít luôn. Nó không đủ để lắp được cái đuôi này. Thế là tôi mới xem lại mấy cái hình mẫu trên mạng ấy. Thì cái đuôi đấy nó là màu đỏ các bác ạ. Đây, bây giờ tôi lại phải ngồi tôi lắp lại đây các bác. Trời ơi, tôi không hiểu là cái màu sắc ở trong cái tờ hướng dẫn nó kiểu gì luôn ấy. Rõ ràng là màu đỏ, còn màu nâu là màu nâu. Nhưng mà tại sao ở đây màu nâu lại là màu đỏ, còn màu đỏ thì lại là màu nâu vậy? Trời ơi, công hôm qua tôi ngồi tôi đếm lắp mà bây giờ lại phải ngồi lắp lại đây. Thật là tức quá đi, tức xì khói đầu luôn. Ok các bác, vậy là tôi đã vừa phải mất gần 1 đồng hồ để khắc phục cái sự ngốc nghếch về màu này. Và sau khi xem hết một loạt tờ hướng dẫn thì tôi phát hiện không chỉ màu đỏ với màu nâu nó dễ bị lẫn màu đâu nha các bác. Mà trong cái hình này các bác có thể bị lẫn màu nâu và màu đen. Tại vì cái màu nâu người ta in cực kỳ tối màu luôn. Phải nhìn căng mắt ra thì phát hiện sự khác nhau giữa màu nâu và màu đen. Không những thế thì còn có màu xanh nhạt và màu xanh đậm. Đầu tiên tôi nghĩ nó chỉ có một màu xanh thôi. Nhưng mà không đâu các bác, nó có 2 màu xanh đó. Và 2 màu xanh nhìn cũng chẳng khác gì nhau cả. Tức là cái sắc độ của 2 màu xanh nó không chênh nhau nhiều ấy các bác. Và khúc này thì đã được 4 tiếng 51 phút rồi này các bác. Và cái vấn đề màu sắc trên cái tờ hướng dẫn thì tôi thấy không phải chỉ mình tôi đã từng gặp đâu các bác, mà tôi thấy đứa bạn tôi cũng bảo là trước kia nó cũng bị nhầm như thế rồi. Nên là bác nào mà lắp ghép mấy cái hình kiểu này thì nhớ xem kỹ cái tờ hướng dẫn và màu sắc bên ngoài của hình lắp ráp nha. Đây, đến đoạn này thì tôi đã nhìn rõ được cái khúc cuối của đuôi đầu lân rồi này các bác. Và cái chân của con Doraemon cũng xong rồi này. Bây giờ sắp lên đến phần thân của nó rồi. Nhìn thì có vẻ nhiều đúng không? Nhưng mà thực ra bây giờ tôi mới xong bước thứ 5 thôi các bác. Và sau 9 tiếng 28 phút thì tôi đã xong bước thứ 6, thứ 7, thứ 8 và thứ 9 rồi. Ngồi trên bàn mỏi với cả chỗ chặt quá, thế nên tôi lại dồn hết đồ xuống dưới đất các bác ạ. Cơ mà sau khi ngồi dưới đất một hồi lâu thì tôi phát hiện ra ngồi dưới đất nó còn mỏi hơn là ngồi trên bàn nữa. Đến cái bước này thì màu trắng nó cũng bớt đi rồi này. Như các bác thấy thì có thêm màu xanh, màu vàng và màu cam nữa. Nhưng mà cái xanh ở đây là xanh nhạt nha các bác. Theo như cái hình mẫu mà tôi nhìn thì tôi đoán cái màu xanh nhạt này là phần mặt của con Doraemon các bác ạ. Còn màu xanh đậm thì sẽ là phần đầu lân hoặc là những chỗ khác. Và sau gần 12 tiếng đồng hồ thì tôi đã sang bước 14-15 rồi này các bác. Đến cái tầm này thì tôi lại thấy có nhiều màu đỏ hơn. Thì tôi đoán là chắc mấp mé lên cái đoạn đầu lân rồi đấy. Tại vì đoạn đầu lân có rất nhiều màu đỏ luôn. Trời ơi, cứu tôi. Ôi là trời, các bác có nhìn cái đống vừa rồi không? Tôi ngồi tôi phân tích, tôi đếm đi đếm lại cái đống vừa rồi đấy các bác. Khi đang lắp vào cầu tự dưng nhìn đến cái đoạn đấy váng đầu ngang. Đứng hình mất 5 giây luôn.
được hơn 18 tiếng rồi này các bác. Và bây giờ tôi sẽ sang bước thứ 34 nha. Chỉ còn 9 bước nữa thôi là xong rồi. Đầu tiên tôi định làm xong bước nào thì sẽ ghép lên hình luôn cái bước đấy. Nhưng mà sau một hồi suy nghĩ thì tôi nghĩ là tôi sẽ lắp hết tất cả các bước ra đấy, sau đó lắp lên một hình hoàn chỉnh thì như thế sẽ hay ho hơn đúng không các bác. Và khi lắp cái này thì tôi sẽ cố gắng lắp đến đâu chính xác đến đấy. Tại vì khi mà ghép lên hình ấy mà nó sai một tí thôi thì cũng không lắp ghép được đâu, mà mò lại thì lâu hơn đấy các bác. Tại vì có những cái chi tiết nhỏ ấy, kiểu nhìn đi nhìn lại cũng rất là khó phát hiện ra luôn ý. Cái đoạn này là tôi nghĩ ở giữa cái đầu lân này, tại vì tôi thấy nó có rất là nhiều màu sắc, có đủ xanh đỏ tím vàng đen nâu luôn đấy các bác. Và cái khung lắp ghép như các bác nhìn thấy thì nó cũng khá là khúc khuỷu luôn. Nhưng mà chính ra với những cái hình số lượng nhiều màu như thế này thì lắp lại dễ với nhanh hơn đấy các bác. Tại vì màu nó khác nên là đếm số lượng mảnh nó cũng dễ hơn. Khúc này là tôi đang lắp đến cái bước 37 rồi nè. Trời ơi, sau khi hoàn thiện nhìn cái đoạn này nhiều màu sắc nhìn đẹp quá đi các bác. Các bác nhìn cái mảnh này nhìn có thấy hay không? Đây, nhìn thấy ông Tùng là biết buổi tối đã buông xuống rồi đúng không các bác? Tôi quyết tâm là trong tối hôm nay sẽ hoàn thiện nốt tất cả các bước để ngày hôm sau chỉ việc lắp ráp là xong thôi các bác. Tại vì thực ra là ngồi lắp lâu cũng hơi mỏi lưng mỏi cổ, cũng hơi oải rồi. Bắt đầu từ bước thứ 39, 40, 41, 42, 43 là tôi thấy cái số lượng mảnh ghép nó ít dần này, tại vì cũng lên đến cái đỉnh đầu của con kỳ lân rồi ấy, thì trên đỉnh đầu hình như chỉ có một tí phần tai và sừng thôi. Những cái bước cuối cùng này thì lắp cực kỳ nhanh luôn. Chắc là mỗi bước thì tôi lắp tầm 10-15 phút gì đấy là xong rồi. Xong bước 41 rồi, giờ sang bước 42 nè. Sắp xong rồi, trời ơi. Tôi háo hức được lắp cái đống này thành hình quá đi. Xong bước 42 sang bước 43 thì siêu nhanh luôn các bác. Bước 43 chắc chỉ cần 10 phút là xong. Vậy là đã hết 22 tiếng 48 phút nha. Và đây là tất cả những cái mảnh ghép mà tôi đã xếp ra rồi này các bác. Tôi phải đánh số để vào không thì sẽ bị nhầm lẫn hết luôn. Ôi, và đây là cái số mảnh ghép còn lại này các bác. Trời ơi, 9 bịch mảnh ghép to đùng mà bây giờ chỉ còn lại một cái bát ô tô này thôi này. Ok các bác, cuối cùng thì thời khắc này cũng đã đến. Bây giờ thì tôi chỉ mong là lắp ghép được thuận lợi, kiểu như là nó không có quá nhiều lỗi sai để phải mày mò lại ấy. Lần trước thì tôi đã lắp xong bước thứ 5 rồi, bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục lắp bước thứ 6 nha. Đây là bước thứ 6 này các bác. Ngày hôm qua thì lúc kết thúc là 22 giờ 48 phút đúng không? Tiếp tục. Đây là sau khi tôi đã xong bước thứ 8 rồi này các bác. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục lắp lên bước thứ 9 nha. Tôi vừa mới lắp xong bước thứ 15 rồi đấy các bác. Nhìn nè, chớm lên mặt con Doraemon rồi này các bác. Đẹp quá đi. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục sang bước thứ 16. Và đã là 23 tiếng 46 phút rồi nha. Ok các bác, và cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong cái con Doraemon đội lân này rồi. Trong quá trình tôi lắp cái con này cũng phải sửa rất là nhiều luôn đấy các bác. Nên là đầu tiên tưởng lắp nhanh nhưng mà cũng lại lâu không tưởng luôn. Và tổng thời gian cả lắp ghép, cả lắp lên hình thì tôi đã mất 26 tiếng 47 phút nha các bác. Tức là hơn 2 ngày để có thể hoàn thành cái con này. Nhìn xa thì khá là hoàn hảo nhưng mà nếu nhìn gần thì còn rất là nhiều lỗi luôn đấy các bác. Nhưng mà không sao hết vì tôi quá hưng ý với cái thành quả này rồi. Đây là cận cảnh cái sự xinh đẹp của tôi này các bác. Đổi lại cái sự xinh đẹp này đó chính là hơn 2 ngày đau lưng mỏi cổ tê chân của tôi. Nhưng mà thành quả thì quá là xứng đáng luôn đấy các bác. Bác nào muốn lắp con này thì tôi nghĩ lắp con nhỏ nhỏ vừa vừa thôi là cũng đẹp lắm rồi. Chúc các bác một mùa trung thu thật là an toàn vui vẻ nha. Nếu các bác thích video này thì nhớ like và chia sẻ cho tôi nè. Còn chất liệu nào muốn tôi thử hay là còn thử thách nào đặc biệt muốn tôi làm thì các bác có thể bình luận bên dưới hoặc tag tôi ở trên TikTok và Instagram. Và đừng quên nhấn theo dõi để mỗi lần video là các bác liền. Love you, chút.